Thái Châu từng liều cả sức khỏe để hát, số lượng bài thu âm mỗi ngày nghe mà phát hoảng, không hư giọng đã là may mắn trời ban. Ít ai biết một biểu tượng đình đám, phong thái tự tin ung dung như Thái Châu cũng có lúc đối mặt với bóng ma tâm lý đến nghẹt thở. Ông đã cắn răng vượt qua nỗi sợ để có được thành tựu ngày hôm nay. Để biết sự việc lúc đó tồi tệ và khó khăn với nam danh ca như thế nào, hoặc muốn biết về cuộc hôn nhân bí ẩn của ông thì hãy cùng nhau theo dõi nội dung dưới đây nhé. Chàng ca sĩ nhạc vàng đình đám từ khi sinh ra đã được mọi người đều tin là sẽ tiếp nối cơ nghiệp cải lương của gia đình. Vậy tại sao ông lại không đi theo truyền thống gia đình mà lại có một quyết định liều lĩnh cho sự nghiệp của mình? Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cha là phó giám đốc đoàn cải lương Kim Chung danh tiếng và mẹ là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Nên. Hẳn ai cũng nghĩ Thái Châu sẽ nối nghiệp cha mẹ để theo đuổi con đường âm nhạc truyền thống. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng của gia đình, Thái Châu lại bị thu hút bởi những giai điệu ngọt ngào của tân nhạc. Ngay từ khi còn là cậu bé 15 tuổi, dù đi theo gánh hát cải lương của mẹ lưu diễn khắp nơi, trong lòng Thái Châu vẫn luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu tân nhạc và trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Khao khát ấy lớn dần theo thời gian, thôi thúc Thái Châu quyết tâm theo đuổi đam mê của mình, bất chấp việc lựa chọn này đi ngược lại truyền thống gia đình. Câu nói không phải thành công nào cũng rải đầy hoa hồng có lẽ đúng với nhiều người, nhưng với Thái Châu, may mắn lại mỉm cười ngay từ khi chập chững vào nghiệp sân khấu. Khác với danh ca một thời gian tử, người phải trải qua nhiều khó khăn để khẳng định tên tuổi, Thái Châu nhanh chóng được một người có tiếng trong ngành dìu dắt và đưa lên đỉnh cao danh vọng. Có thể nói, Thái Châu đã may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác khi có được một chặng đường đầu tiên đầy thuận lợi, như được trải hoa hồng trên con đường âm nhạc của mình. Nhân vật đã đưa Thái Châu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp không ai khác chính là nhạc sĩ lừng lẫy Minh Kỳ. Khi nghe được giọng hát ấn tượng của Thái Châu tại các phòng trà, nhạc sĩ Minh Kỳ đã ngỏ lời mời ông thu âm. Lời đề nghị này khiến Thái Châu vô cùng phấn khích nhưng cũng không khỏi lo lắng vì bản thân khi đó còn là một ca sĩ non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, ca khúc mà nhạc sĩ Minh Kỳ muốn ông thể hiện là một sáng tác hoàn toàn mới, chưa từng được ai hát trước. Thật may mắn cho Thái Châu khi bước vào con đường ca hát vào thời điểm các nhạc sĩ đang săn lùng những giọng ca mới. Nhờ đó, sự kết hợp của ông với nhạc sĩ Minh Kỳ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ giám đốc một trung tâm băng đĩa. Sau khi ca khúc được phát hành, tên tuổi của Thái Châu đã đến với đông đảo khán giả và được nhiều người yêu mến. Sự thành công đến với Thái Châu một cách nhanh chóng và bất ngờ. Nhạc sĩ Minh Kỳ liên tục gửi các sáng tác mới của mình cho Thái Châu thể hiện. Cứ khoảng 3 đến 5 ngày, Thái Châu lại nhận được một ca khúc mới để thu âm. Số lượng bài hát nhiều đến mức khiến ông cảm thấy ngợp vì không biết làm sao để thu âm nhanh chóng và lựa chọn những ca khúc chất lượng nhất. Khác với đa số đồng nghiệp phải hát lại những ca khúc cũ của các bậc tiền bối, Thái Châu được ưu ái khi được thể hiện những ca khúc mới nhất do chính những nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác. Điều này giúp ông hạn chế được áp lực so sánh với các ca sĩ đi trước. Ca khúc đầu tiên mà Thái Châu thể hiện chính là bài hát Đình Đám lần đầu cũng là lần cuối. Bài hát này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông và đưa tên tuổi Thái Châu lên hàng ngũ những danh ca hàng đầu Sài Gòn thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên được nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh đến tận nhà trao cho bài hát lần đầu cũng là lần cuối, Thái Châu cũng không khỏi lo lắng vì tựa đề bài hát có phần nhạy cảm. Ông chia sẻ, nhìn tựa đề tôi khá run và hồi hộp vì mới bước vào nghề đã gặp ngay tên ca khúc khá khó nói, không biết cuộc đời tương lai của mình vào nghề sẽ ra sao. Ca khúc lần đầu cũng là lần cuối đã mở ra cánh cửa cho một sự nghiệp ca nhạc lừng lẫy của Thái Châu. Và cho đến nay, dù đã ở tuổi U90, ông vẫn miệt mài cống hiến cho âm nhạc. Nhắc đến Thái Châu, người ta nghĩ ngay đến những bản hit bất hủ như bài Thánh Ca Buồn, Tình Như Mây Khói, Linh Hồn Tượng Đá. Ông từng là nam ca sĩ được yêu thích nhất Sài Gòn trước 1975 với hàng chục bài hát đình đám. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi trở thành danh ca vang danh cả Sài Gòn, Thái Châu từng là một cậu bé chỉ biết run rẩy khi đứng trên sân khấu. Ám ảnh về ánh đèn sân khấu khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc trình diễn và giao tiếp với khán giả. Trong cuốn tự truyện đời nghệ sĩ, Thái Châu kể lại lần đầu tiên bước lên sân khấu vào cuối thập niên 1960. Khi đó ông xin phép cha mẹ đi theo thầy trong chuyến lưu diễn của đoàn cải lương. Trước khi vào tuồng chính, ông được sắp xếp hát tân nhạc mở màn. Lúc đứng trong cánh gà, ông rất háo hức nhưng cũng vô cùng lo lắng. Khi được giới thiệu ra sân khấu, Thái Châu bắt đầu run và không dám bước ra. Thầy của ông phải đạp cho ông một cái để ông có thể đi lên. Đến khi đứng trên sân khấu, ông lắp bắp không nói được lời nào. Tuy nhiên, khi hát mọi thứ lại trở nên suôn sẻ. Đối với Thái Châu,
Hát thì dễ nhưng nói chuyện giao lưu với khán giả lại vô cùng khó khăn vì ông chưa có được sự tự tin của một danh ca. Vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, Thái Châu dần dần trưởng thành và trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích nhất Sài Gòn. Ông sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm cùng phong cách trình diễn độc đáo, thu hút đông đảo khán giả. Năm 1991, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thái Châu bất ngờ sang Canada định cư. Sự ra đi của ông khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, tại hải ngoại, Thái Châu vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc và cống hiến cho nghệ thuật. Điều đáng ngạc nhiên là dù đã rời xa quê hương, Thái Châu vẫn nhận được nhiều ca khúc mới để thu âm. Có khi nhận được cả trăm bài từ nhiều trung tâm khiến ông không biết chọn bài nào. Có thể nói, sự nghiệp của nam ca sĩ là một minh chứng cho câu nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhớ lại những ngày tháng miệt mài cống hiến tại xứ người, danh ca Thái Châu chia sẻ về kỷ niệm từng có lần ông phải thu âm liên tục từ sáng sớm đến tận 1 đến 2 giờ sáng hôm sau. Lượng công việc khổng lồ với 10 đến 15 bài hát mỗi ngày khiến ông không có thời gian nghỉ ngơi, buộc phải tranh thủ mọi lúc mọi chỗ để hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, ông còn phải dành thời gian chăm sóc sức khỏe và luyện tập để giữ gìn chất giọng của mình. Chính trong khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm này, ông đã gặp được định mệnh cuộc đời, bắt đầu câu chuyện tình yêu đẹp như mơ kéo dài hơn 20 năm với người vợ hiện tại. Trước đó, Thái Châu từng có một mối tình dang dở với Đào Kiều Phượng Loan, một giai nhân nức tiếng Sài Gòn một thời. Tuy nhiên, vì duyên số không nợ, họ đành chia tay và Thái Châu sang Canada tìm kiếm cơ hội mới. Tại đây, ông gặp gỡ và nên duyên cùng người phụ nữ hiện tại, bóng hồng không nghệ sĩ kém ông gần 10 tuổi. Vượt qua mọi rào cản về tuổi tác, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc và đã gắn bó bền chặt hơn 20 năm qua. Những ai từng có dịp làm việc chung với ca sĩ Thái Châu đều không khỏi ngưỡng mộ sự chu đáo và tận tâm của bà xã dành cho ông. Dù không hoạt động nghệ thuật, bà luôn là hậu phương vững chắc, âm thầm ủng hộ và chăm sóc cho chồng mọi lúc mọi nơi. Ca sĩ Thái Châu chia sẻ vợ ông là người rất tỉ mỉ, bà ấy không áp đặt bất kỳ quy tắc hay khuôn khổ nào lên ông mà luôn tôn trọng sở thích và mong muốn của chồng. Tuy nhiên, bà cũng luôn nhắc nhở ông phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là giọng hát và ngoại hình để có thể luôn xuất hiện trước khán giả một cách chỉnh chu nhất. Trong một bài phỏng vấn, ông vui vẻ chia sẻ rằng là một ca sĩ đẹp trai cũng có nhiều gian truân vì có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ. Do đó, ông luôn giữ chừng mực trong mọi hành động để vợ có thể an tâm. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên về Việt Nam và tham gia làm giám khảo cho các chương trình âm nhạc như Solo cùng Bolero, Người kể chuyện tình và Hãy nghe tôi hát. Ông cũng tổ chức nhiều đêm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hình ảnh một Thái Châu đầy nhiệt huyết trên sân khấu, cùng với những chia sẻ chân thành về cuộc sống và âm nhạc đã và đang truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ trẻ. Khán giả nghĩ sao về nam ca sĩ nổi tiếng này? Hãy để lại một bình luận phía dưới cho tôi biết nhé. Và đừng quên like và đăng ký cho kênh để khám phá nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn khác.